Hôm nay vẫn tâm thi, rồi vẫn cô 2, cho nên rất nhiều anh YouTuber đến hỗ trợ cho cô 3, mọi người sẽ xem với cách cô 3 nướng bắp một cách chuyên nghiệp. Cái bạn YouTuber này là đang hỗ trợ cho cô 3 nướng bắp nhưng mà quạt không đúng cách á, cô 3 phải chỉ, phải không? Lửa rất là lớn nha mọi người. Ở đây nóng, rất là nóng, rất là hỗn luôn, nóng không hỗn luôn. Sắp tới là cô 2 có một cái dự định là sẽ bán thêm xung quanh cái lò bắp nướng này là cái súp cua với lại là bánh mì nha mọi người. Do ở đây có xá xíu á, cô 2 có xá xíu á. Hiện tại thì đây là một cái anh đang tham gia chương trình thách thức danh hài đang tặng cho cô 3 một cái ổ bánh mì khổng lồ. Cảm ơn anh ruột nhiều nha. Anh ăn cua này để họ thấy dặn luộc anh ăn thôi. Như ở đây có một người đang đặt ủa cái này có người làm từ thiện muốn mấy phần em? Phước tặng bánh mì. Phước bánh mì tivi. Dạ, có dấu hay không dấu gì kênh anh đã lên top đúng không? Đẹp là ổn nha. Dạ. Anh hỏi anh ăn thì review thử ăn không? Anh thử ăn. Người của cô ba. Cô ba ơi. Cô ba anh. Cô ba anh. Anh cho. Ok. Cô ba có nhà. Cô ba. Cô ba là mã đáo thành công. Cô ba ốm ông người cho. Cô ba. 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 Cô
em đem con cua lại. Nhưng mà em có ngựa, em vẫn là ngựa. Anh ước ơi, cảm ơn anh ước nghe. Rồi, cảm anh hỏi em có ngựa không anh? Không có ngựa không anh? Dạ, em có ngựa. Vô điệp khúc. Hay quá trời. Không chào anh Giang Kim à. Không có ai hát đâu. Dạ, để em tí em suy nghĩ là anh sẽ hát nó hoàn thiện nha. Cô ba chưa có chồng nha bạn, một tí là đúng rồi. Dạ. Chào Nguyễn Phương nha. Chào Trí Nguyễn. Dạ. Chị Úc chói quá. Chị thì đây nghe nói anh mà thiện hát đi kìa, hát lại kìa. Mấy anh chị ơi, để em tí xíu nha. Cảm ơn mấy chị nhiều. Rồi, chị ngủ đi con người, tối về nhà. Hôm nay lâu lên live rồi ta. Không biết đâu mọi người, cả nhà chia sẻ để cho mau lên. Để em sẽ đi ra ngoài đó. Ở gần mọi người. Nghĩ chồng TV đang hát tặng cho các bạn fan đang live trực tiếp bạn. Ok. Hiện tại thì sau khi mà nhiều bạn YouTuber đến đây chia sẻ hình ảnh thì số lượng khách đến đây vào tối chủ nhật các bạn cũng bây giờ là khá là đông. Dạ. Yeah. Rất là mừng cho cô ba các bạn hôm nay rất là cực cô các bạn. Hiện tại thì cô ba chỉ có cô bé Úc với lại là các bạn YouTuber hỗ trợ cộng với lại phía này các bạn thấy có mấy bạn lục bắp này đó, mấy lục bắp hỗ trợ từ những ngày đầu luôn các bạn, ngày đầu ở cái địa điểm mới này, cái số lượng người ra vào khá là tấp nập, mọi người đông không thấy rất là đông nha mọi người. Livestream thì khi nãy mình đã có livestream rồi, bây giờ hiện tại là Việt Nam Bóng Phương với lại là Nghĩa Trọng TV đang livestream trực tiếp tại cái xe bắp nước của cô Ba Tây Thi. Một số bạn đến đây là nướng sau khi một ngày học hỏi thì nướng cũng khá là tốt à. Phía bên kia thì có hai anh áo đen với lại là bạn áo xám đây là đều là các bạn YouTuber hết các bạn. Còn với là anh Thiện bên Sài Gòn Daily là luôn là giúp cô ba trong việc là bán những ly bắp
để đưa cho khách hàng. Dạ. Cái hẻm này là vào mỗi đêm là đều rất là vui và cực kỳ là sống động luôn mà. Mình thấy bắp còn nhiều không? Một bao bên kia là bạn đang lọc bắp, một bao, hai bao, ba bao. Bắp còn rất là nhiều mọi người. Bây giờ hiện tại là khoảng 7 giờ rưỡi tối ngày chủ nhật các bạn. Đây thì có mấy em gái ở đây khá là dễ thương nè. Anh chạy vô đây giùm em đi anh, em cảm ơn thì là nhiều luôn nha anh. Em gái ơi, có chị chạy luôn cho có bao nhiêu nha. Hoa trinh nữ à? Hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ hay sao ta? Hoa trinh nữ. Lại anh. Mấy cỡ đó. Không phải là vua nên nào ước đến xa hoa. Bài không biết lời, biết cái mấy cậu gì cả nhà ơi. Chào Giê-xu nha. Cả nhà nhớ đăng ký. Chào cả nhà nha. 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 Thôi vậy của em 50 ly thôi được rồi. Còn 600 kia em ăn thôi. Đừng quay cái này. Em nói chuyện với nó thì tìm mất kiến cho nó bị khét. Đi tìm mất kiến cho nó mà bị khét rồi nè. Dạ dạ dạ. Đừng quay này anh. Đúng đi không mớ. Để em hát cái bài mà lấy bên kia đúng đi chứ đi bán bên kia còn lấy này lấy ngoài là trắng tròn từng hè phố áo em trắng xa môi tình xanh như khúc hát anh đã hẹn bạn đang live stream. Hai chàng bạn live stream, một bạn đang là live stream xong rồi chia sẻ tiếng hát đang nghĩa trọng TV. Thank you.
đây là những chiến binh thầm lặng, những người đàn việc thầm lặng giúp hỗ trợ cho Cuba, làm liên tục một miệt mài. Dạ cả nhà ơi, đang cho phép mình tắt đài để em mà chuẩn bị đi. Chưa đủ. Hello Mr. Z. How are you? Chạy này đông không? Này đưa xe đông khá lắm. Đông rai à. Chỗ này là chở vậy. Hả? Kiếm mình hay chở ngoài. Những người hỗ trợ thầm lặng cho các bạn. Vì như mới. Chào xe tạm. Bài nào cũng là bài ruột của anh á. Em nói là bài nào anh hát cũng hay hết trơn nha cả nhà. Không, em hát đỡ thôi. Nhưng mà mấy nay em hơi dây màu khi em hát bị đâm hơi. Khán giả vỗ tay quá trời luôn. Dạ để em hát tặng cái nhà mình một ca khúc. Tiêm vô cái bánh luôn. Thôi mang tên. Nè, mỗi người một cái phải cầm luôn bắt buộc. Thôi không ăn mày đâu. À, lấy. Gửi tặng cái nhà ca khúc được mang tên phim buồn tính lẻ ha. Khán giả yêu cầu bài chuyện qua sim nữa nè. Chuyện qua sim. Không, chuyện qua kim nội. Chuyện qua sim. Chuyện qua sim em không thuộc lại cái nha. Những đời hoa sim. Đó bà đây không biết rồi, về đâu mới tóc thiệt thường nha cả nhà. Là nghĩa trọng TV nha cả nhà. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xò tóc ngồi bên rèm, lòng vắng không người sống khép kín. Đây quay từ sau cho mọi người thấy cái loại chú này lột bắp nè. Hai bạn kia lột bắp nè. Chị kia lột bắp nè. Em kia lột bắp nè. Rồi mấy bạn youtuber nè. Mấy bạn nướng nè. Mấy bạn quay phim nè. Chia sẻ hình ảnh nè.
Dạ. Vẫn vui nhộn như vậy bạn. Các bạn là ca sĩ luôn này. Okay, quay cho mọi người toàn bộ cái khung cảnh của cái xe bắp nướng thôi. Sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo video, thật rất là nhiều ca sinh gái đẹp đến đây ủng hộ cho cô ba. Hàng xếp hàng dài 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 các bạn, không có đông lắm nhưng mà cũng đủ để cô ba phải là với các bạn hỗ trợ của mình phải là hai tay lia lịa luôn các bạn. Ở đây đi qua đi lại thì có mấy cái xe bánh sầu riêng nha bạn. Sầu riêng.